Và xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình là Dung ở đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ được với Star Wars Legacy. Thì trước tôi được giáo bạn đây là trình like sẽ ký nha. Rồi thì đợt này mình đang suy nghĩ em ơi. Đang suy nghĩ. Ok chưa. Hướng dẫn em thú nhà. Đâu rồi ta. Siêu chan pin siêu. Ok chưa. Khoan. Tưng. Từ từ anh em ơi, này mình đang suy nghĩ xem là nên lấy như nào đây. Khó thế nhỉ. Nên lấy như nào đây anh em ơi. Khó quá. Ây à, hơi căng anh em ạ. Xem nào. Sú đâm 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 đâu anh em ơi. Thực ra thì hôm nay mình đang không biết là mình nên làm cái gì anh em ơi. Nhưng mà việc đầu tiên chắc chắn đó chính là mình sẽ check lại anh em ơi. Để mình xem clip của mình đã nhỉ. Đâu rồi ta. Thực ra thì cũng được. Ok, nói chung là được rồi nhá. Chắc là mình sẽ chuyển chủ đề thôi, vì căn bản mình không thích đồ sao bây giờ chắc, vì căn bản mình không biết làm avatar kiểu gì. À, hôm nay chúng ta sẽ làm về le hôm nay chúng ta làm về kịp cho macaron đi cho nó chuốt đi em ơi. Ok chưa. Hướng dẫn anh em thủ nhà né chiêu. Ok chưa. Xem nào. Đâu rồi anh em ơi? Xem nào. Ok, mình sẽ sử dụng ma cà rồng luôn. Ma cà rồng thì chắc là mình sẽ đổi sang ma cà rồng đi anh em ơi. Đây, để xem ma cà rồng đây. Để xem ma cà rồng cho nó trước anh em ơi. Đây. Tèo. Được rồi anh em ơi, với lượng quân ma cà rồng thì thực sự mình không cần thiết lắm, mình chỉ nâng cho mấy con mình cần thiết dùng thôi. Ok chưa. Oh no, sao lại là bàn này cơ chứ. Khả năng là mình sẽ không thể làm mấy được rồi anh em ơi. Siêu chan bin siêu. Ok chưa. Rồi bàn này thì mình sẽ bật mắc cho mình trước, nhưng mà mình xử lý bàn này. Mình bắt đầu phải xử lý bọn này. Chúng mày hãy đợi đấy. Binukachi. Ok. Binukachi. Ui giời ơi. Binukachi. Nibakukachi. Ok. Hướng dẫn anh em thủ nha. Đâu rồi. Lên sớm luôn cho anh nào. Lên đi. Sớm nó đi. Siêu chan bin. Được rồi anh em ơi. Sao mà đỡ được. Vào đây mắn tao. Hướng dẫn anh em thú nha. Nhân. Đòi solo kill. Hỏi chấm luôn. Nhân. Mình sẽ phải xử bọn này trước anh em ơi. Vì căn bản thứ nhất bản này có đảm quyền. Thứ hai là quan trọng hơn. Đó chính là bản này là mình không thể thể hiện hết cả sức mạnh của mình được ấy. Bắt buộc phải sửa thôi. Đấy, qua là láo đập đen em ơi. Nát luôn. Ok rồi. Sao mà đỡ được. Nhận. Vào đây mắn tao. Một dâm. Ui. Nó đang tràn về anh em ơi. Ok. Được rồi. Tèo.
teo 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 teo. Ok rồi anh em ơi, xem nào, với đội quân ma cà rồng này. Ôi sao tự dưng này máy lát thế, chết dở, máy mình bị lỗi à? Không sao, giờ đội quân gian lõ, ok, gia lõ Free Fire, gia lõ Free Fire, gia lõ Free Fire. Teo teo, what the fuck? Đúng là Độc Na Bình Dương, Độc Na Bình Dương nha mọi người. Ui giời, ai à? Bất kỳ kiểm soát, bất kỳ kiểm soát. Ok con ơi, xem nào, đâu rồi, đâu rồi? Kaider đâu, Kaider đây anh em ơi. Trời, Kaider một đống con anh em ơi. Nào tiến công, để xem liệu ăn không. Wow, không ngờ chùm mình đã ra anh em ơi, chùm mình cũng đã ra rồi. Gip giòn ma cà rông, gip giòn ma cà rông, siêu siêu chan bin siêu. Ok chưa, ok chưa, ok chưa, hướng dẫn anh em thủ nhà né chiêu, né chiêu, ok chưa rồi anh em ơi, hướng dẫn anh em thủ nhà né chiêu, ok chưa. Xem nào, xem nào, xem nào, sao mà đỡ được, sao mà đỡ được, sao mà đỡ được. Rồi rồi, vào đây bắn tao, vào đây bắn tao. Ui được cái thì mình skin nó hút máu rất là kinh nha mà. Ok được cái gọi là team mình skin hút máu nó rất là kinh luôn. Đâu rồi ta? Đây thì mình làm phát này. Yo, tèo tèo tèo, mày đòi ăn tao á, đòi ăn tao á, vào đây bắn tao. Ok đâu sao nào, từ từ đã. Giòn giòn, ui lag quá anh em ơi, tại sao lại lag đến như này chứ. Tôi show sư sư. Ok đâu người ta, đây 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 anh em ơi. Xem nào, xem nào. Ok xem nào anh em ơi, từ từ nha. Úi giời, úi giời, đập nhau căng quá, phải làm sao, phải làm sao. Đâu rồi, được rồi anh em ơi. Nào cố lên, cố lên, đập đi xin bớt lắc máy anh em ơi. Ô động đất à? Không phải, đấy là bọn em đi lên. Ui 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 ui, hồi máu quá ghê gớm anh em ơi. Ui cái gì đây, nó đang tròn về, nó đang tròn về. Siêu chan pin siêu. Ok anh em ơi, chan pin siêu, nhận nhận, vào đây mắn tao, vào đây mắn tao, hướng dẫn anh em thủ nhà. Đâu rồi, được, mày đòi ăn nè, mày đòi ăn hả, mày mày đòi ăn á, vào đây mắn tao này, vào đây mắn tao này, mày nhận 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 nhận. Được rồi anh em ơi, được rồi anh em ơi. Xem nào, xem nào, xem nào. Ô mình chính đam hơi quá anh em ơi. Ok chính này nào. Ok, thực ra nãy mình cũng không định chỉnh đâu, nhưng mà do tất cả tại vì, tại vì sao, tại vì sao, tại vì tại vì ấy thôi anh em ơi, tại vì là vì em. Ok chưa anh em ơi. Xem nào, xem nào, xem nào. Ok ok chưa, ok chưa. Nào đâu rồi, đâu rồi, mở khóa rồi anh em ơi, nhưng mà vẫn chưa mở khóa cái này. Làm sao nào, lần này sẽ chơi thật anh em ơi, lần này sẽ chơi thật này, chơi thật này. Tèo 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 tèo, mình sẽ cho thông thường là cho ấy ở giữa đúng không anh em, thông thường là bot trùng cuối ở giữa đúng không. Ok mình chơi khoảng mấy con đi, sau đó sẽ cho một con kim giòn, rồi sau đó một đống con này đấy, chùm cuối sẽ được ở giữa, đại tê nó mới chất chứ đúng không. Được rồi, lần này mình chơi hơi nhiều thôi nhưng không sao. Lần này mình chơi thì bạn gì đây, kỳ phùng địch thủ đấy, đó chính là giàn bot, chụp con giàn bot lên anh em ơi. Nhưng không sao, mình sẽ tiến hóa cho con này anh em ơi. Đâu ở chết đợi mình, đây rồi, mình sẽ tiến hóa cái con này lên một tầm cao mới. Đây rồi, ui quá ghê gớm, bao hạt mưa bên duyên với những dấu yêu từ trong cô vào tìm lại ký ức năm tháng với nhau mà ta nắm nay. Ok rồi anh em ơi, ok rồi, ok rồi. Xem nào, xem nào, xem nào.
Nhờn đấy à, đập một hai phát là oãng luôn anh em ơi, đập một hai phát là oãng luôn. Ui giời, sao mà đỡ được, mặc dù mình đã đánh xong rồi nhưng mà anh em ơi, ok, xem nào, đây đập cho mấy phát là oãng hết ngay anh em ơi, xem nào. Nhờn vào đây mắn tao, vào đây mắn tao. Ok, xem nào anh em ơi, xem nào này, liệu quan được không anh em ơi, liệu quan được không, giỏi ơi. Ao nhây, đập cho phát. Ok, thế mà không mất trụ cơ. Ok. Nhưng mà thôi, chắc clip đến này kết thúc bạn. Hôm nay thì là xí nhá. Thôi, tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.